Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 3 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Những trải nghiệm thú vị. Và bài đọc hôm nay mang tên Mùa hè lấp lánh. Chúng mình sẽ đi tìm hiểu bài này theo 3 phần. Phần 1, đọc. Phần 2, trả lời câu hỏi. Phần 3, củng cố và dặn dò. Các bạn đã sẵn sàng đến với bài học ngày hôm nay chưa? Chúng mình cùng bắt đầu nha. Đầu tiên là phần 1, phần đọc. Mới chớm đầu mùa hạ mà đã nắng cháy ra, vé râm ran các ngả, hè sang ôi oi nồng. Rõ ràng mùa hè đến không chỉ đem theo cái nóng oi ả, mà còn là mùa của những chùm phượng đỏ, của biết bao hoạt động thú vị đúng không? Không biết là mùa hè của các bạn thế nào nhỉ? Còn mùa hè trong bài thơ Mùa hè lấp lánh thì lại giống như một bức tranh sống động với nhiều màu sắc. Vậy sau đây, chị em mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về bài thơ này nhé! Muốn đọc bài hay thì các bạn cần lưu ý một số điều sau đây. Hãy đọc to, rõ ràng, ngắt đúng nhịp, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. Thêm vào đó, hãy đọc với giọng điệu thật diễn cảm và tươi vui nha. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, lắng nghe và đọc cùng chị nhé. Mùa hè lấp lánh, sáng nay em thức dậy, trời sáng tự bao giờ, mùa hè kỳ lạ chưa, mặt trời ưa dậy sớm. Nắng cho cây mau lớn, cho hoa lá thêm màu, cho mình chơi thật lâu, ngày hè dài bất tận. Buổi chiều trôi thật chậm, mặt trời mải rong chơi, đùng đỉnh mãi chân trời mà vẫn chưa lặn xuống. Mùa hè thật sung sướng, có nắng lại có kem, có những cơn gió êm và ngày dài lấp lánh. Tác giả Nguyễn Quỳnh Mai. Bài thơ Mùa hè lấp lánh thật hay và thú vị đúng không nào? Vậy nên, hãy nhớ xem lại bài học và đọc cùng chị thật nhiều lần để có thể đọc tốt hơn nha! Kết thúc phần đọc, chúng mình cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên trả lời câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về bài thơ này nha! Chúng ta cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Mặt trời mùa hè có gì lạ? Mặt trời trong bài thơ được miêu tả thức dậy từ rất sớm, làm sáng cả bầu trời. Điều đó đã được tác giả nhắc đến qua hai câu thơ Mùa hè kỳ lạ chưa, mặt trời ưa dậy sớm. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Nắng mùa hè mang đến những lợi ích gì đối với cây, đối với hoa lá và đối với các bạn nhỏ? Đối với câu hỏi này, các bạn có thể trả lời như sau. Nắng mùa hè mang đến cho cuộc sống những lợi ích sau đây. Đầu tiên là đối với cây, nắng cho cây chóng lớn vì cây rất cần có nắng để phát triển. Đối với hoa lá, nắng cho hoa lá thêm màu vì có nắng, màu sắc của hoa sẽ tươi thắm hơn, lá xanh hơn. Cuối cùng, đối với các bạn nhỏ, nắng giúp các bạn nhỏ được chơi thật lâu. Điều đó được thể hiện qua câu thơ cho mình chơi thật lâu, bởi vì còn nắng là trời còn sáng, nghĩa là các bạn vẫn được chơi đùa. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi 3, ngày của mùa hè có gì đặc biệt? Qua đoạn thơ thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể dễ dàng trả lời được. Ngày mùa hè có điểm đặc biệt là rất dài. Những chi tiết cho em thấy điều này là ông mặt trời dậy rất sớm và đi ngủ muộn. Còn sau đây là câu hỏi thứ tư. Vì sao bạn nhỏ thấy mùa hè thật sung sướng? Cũng giống như chúng mình, bạn nhỏ thấy mùa hè thật sung sướng vì mùa hè có nắng, lại có kem, có thêm những cơn gió êm và ngày dài ấm áp. Chúng mình tiếp tục đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Theo em, hình ảnh ngày dài lấp lánh chỉ điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em. Ý A, ngày có nhiều nắng,
Ý B, ngày có nhiều niềm vui. Ý C, ngày mặt trời dậy sớm và đi ngủ muộn. Đây là dạng câu hỏi mở, các bạn có thể trả lời theo nhiều phương án khác nhau. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời sau đây của chị nhé. Theo em, hình ảnh ngày dài lấp lánh thể hiện một mùa hè rực rỡ với nắng vàng chiếu long lanh, mặt trời dậy sớm và tỏa sáng khắp nơi. Đó là một mùa hè đẹp như trong mơ. Vậy là chị đã cùng với các bạn trả lời xong 5 câu hỏi trong sách giáo khoa. Bây giờ, chúng mình sẽ chuyển đến phần cuối cùng, củng cố và dặn dò nhé. Sau khi học xong bài thơ này, các bạn có nhận ra những bài học ẩn sâu trong đó không? Với chị thì, bài học mùa hè lấp lánh kể về những nét đẹp của mùa hè. Mùa hè có mặt trời dậy sớm, có nắng, có cơn gió êm. Tất cả đã tạo nên một bức tranh mùa hè thật là đẹp. Hãy nhớ vui chơi một cách thật lành mạnh để có được một mùa hè tuyệt vời và lấy lại tinh thần chuẩn bị cho năm học mới nhé. Các bạn cũng đừng quên những điều chị dặn dò sau đây nha. Hãy tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách thật kỹ càng nhất nhé. Vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.